Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi BCB trên khắp mọi miền của Tổ quốc nhé. Ngày hôm nay shop phụ kiện BCB của bên em sẽ lên video giới thiệu trước cho các bác về một cái dòng bơm máy mới của bên em. Đấy, mẫu bơm máy mới nhất của năm 2024 đó là cái mẫu bơm Tiger nhé. Trong video này em sẽ giới thiệu cụ thể chi tiết cũng như là báo giá công khai luôn và em sẽ test thực tế luôn nhé cho các bác nào mà các bác chán dùng bơm tay rồi, các bác đang có ý định muốn đổi sang bơm máy thì các bác có thể tham khảo con này. Đấy, con này thì em sẽ test thực tế cho các bác xem cái độ khỏe vào trong bình của nó nhé. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì các bác có thể liên hệ với số điện thoại em để trên các màn hình nhé. Thì cũng không phải để các bác chờ đợi lâu thì sau đây em sẽ đi vào giới thiệu trước cho các bác về con bơm máy này. Đấy, thì đây là con bơm máy Tiger, một mẫu bơm máy mới này và cái tầm giá của nó thì vẫn là tầm giá bình dân nhé, vẫn tầm giá rẻ cho các bác nào. Đấy, mà các bác kinh tế các bác chưa đủ mua những con bơm máy hàng cao cấp. Đấy, con này thì giá rẻ này vẫn đầy đủ chế độ chống cháy nổ cho các bác nhé. Chế độ chống cháy nổ con này thì sẽ thiết kế ở phần cái lọc ẩm nhé. Đấy, khi các bác bơm hơi áp mà lên cao mà các bác không để ý, bình các bác không vào được nữa thì lá gió đồng sẽ tự rách ra nhé. Đấy, bảo vệ cái bơm, bảo vệ cái bình của các bác. Đấy, con này thì cũng đầy đủ báo đồng hồ báo nhiệt độ này, đồng hồ báo cân, rồi van xả, hệ thống làm mát bằng nước nhé, hệ thống làm mát bằng nước tỏa nhiệt nhanh hơn cho các bác. Đấy, con bơm máy Tiger này thì cũng bên trong cũng quấn đầu 100% cho các bác nhé. Đấy, con này thì đầu bò lớn, bít tông to, đẩy hơi thì bao khỏe cho các bác. Và thì em báo giá công khai luôn cho các bác con bơm máy Tiger này thì em đang bán cho các bác với giá 3.200.000 đồng nhé. 3.200.000 đồng thì khi mua bơm các bác vẫn nhận được đấy phụ kiện theo bơm đầy đủ này và một túi bông lọc này và một cái túi rong sim. Thì bên cạnh đấy thì bên em đang có một cái ti bơm để dành tặng cho các bác khi các bác mua cái mẫu bơm máy này của bên em. Đấy, thì mẫu cái ti bơm này thì giá trị em đang bán trên thị trường là 250 nhé. Còn khi các bác mua con bơm này thì em sẽ tặng nguyên cho các bác một cái ti bơm nhé, giá bơm thì không đổi cho các bác. Đấy, cái ti bơm thì cực kỳ là quan trọng với một chiếc bơm máy này các bác nhé. Rồi thì em sẽ giới thiệu qua cho các bác và báo giá công khai cho các bác vậy thôi. Đấy, bây giờ em sẽ test thực tế cho các bác xem nhé. Đấy, giá 3.200.000 các bác bỏ 3.200.000 ra các bác mua bơm này có được khỏe hay không. Đấy, thì em đã chuẩn bị ở đây là một cái bình nhôm và một cái van cricket bình nhôm đít tròn, van cricket hộp mở nhé. Đây thì trong bình của em vừa test cho khách thì vẫn còn khoảng 120kg nhé. Đấy, một hơn 100, tầm 130. Đấy, thì em sẽ test cho các bác khoảng tầm lên tầm khoảng hơn 200 xem nó còn nhanh hay không. Đấy, hết tầm bao nhiêu lâu nhé. Với một chiếc bơm tay mà các bác bơm lên tầm 100 cân ở cái bình này thì các bác bơm ít nhất phải tầm từ 15 đến 20 phút nhé. Đấy, bây giờ em sẽ test bơm máy cho các bác để xem cái nó có khỏe hay không. Đấy, thì các bác trước khi bơm các bác lưới van xả ra cho em nhé, các bác bật công tắc lên. Trước khi các bác tắt máy thì các bác nhớ xả van xả ra cho em. Đấy, đồng hồ về không thì các bác tắt máy đi giúp em nhé. Rồi bây giờ chúng ta còn xem cái kết quả khi chúng ta bơm. Đấy, em test em bơm ở bình thì chắc được khoảng tầm 1 phút thôi. Đấy, bình của em từ 130 bây giờ lên 240 các bác nhé. Đây 240 cân đây. Đấy thì lên hơn 100 cân. Đấy, trong vòng tầm khoảng 1 phút thôi. Bơm này rất chi là khỏe nhé. Đấy, để các bác bơm tay thì lên tầm 100 cân rất chi là lâu, nhưng mà các bác bơm máy này chỉ tầm 1 phút là đã được hơn 100 cân rồi. Đấy, để các bác bơm lên tầm khoảng 250 đến 300 thì các bác bơm giúp em làm 2 lần nhé. Thì 2 lần thì các bác sẽ được tầm khoảng 300 cân nhé. Đấy, thì cái con bơm máy Tiger này, một trong những cái dòng bơm máy hàng bình dân với mức tầm giá 3.200.000 thì các bác không thể bỏ qua con này nhé. Đấy, em sẽ giới thiệu cụ thể chi tiết cho các bác rồi. Đấy, bác nào mà quan tâm thì các bác liên hệ ngay cái số điện thoại ở trên góc màn hình nhé. Đấy, thì video của em đến đây cũng xin được kết thúc và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo của em ạ.